Ok, hello, xin chào những người anh em đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ tiếp tục ra video ARK. Hôm nay thì mình có một cái quyết định là mình sẽ chơi thêm một cái map mới cho nó thêm phong phú nội dung ở trên kênh. Ok, mọi người mà có ý kiến gì thì comment cho mình biết. Mình đang ở giao diện của game, mình sẽ vào tạo thêm một cái map mới. Nếu như mà chơi hợp thì mình có thể tạo tối đa đó là 4 map. 4 map hay là 3 map, nó khoảng cỡ đó, ok. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một map. Thì đơn giản thôi, mọi người chỉ cần đó là xếp game lại, sau đó là xóa cái map hiện tại rồi tạo cái map mới. Khi nào mà muốn quay lại cái map cũ thì chỉ cần đó là khôi phục lại cái dữ liệu đã lưu. Ok, tiện thở hôm nay chơi mới nên là giải thích luôn cho anh em nào mà chưa biết. Mình nghĩ là mọi người nên biết những cái cơ bản như thế này. Cái này thì nó toàn là tiếng Anh nên là nó khó nói. Được rồi. Đầu tiên ở bên trái màn hình, mọi người đang nhìn thấy đó là ba dòng, ba cái sự lựa chọn. Ở bên trái màn hình đó là cái độ khó của game, còn bên phải màn hình đó là các cái chế độ chơi. Độ khó của game thì nó có 3 cái, còn chế độ chơi thì có 4 cái. Mình sẽ nói ở bên trái trước. Là cái đầu tiên là có hình con gấu bông, nó tên là Casual. Casual, cái này mình đọc thuần Việt. Thì cái chế độ, cái độ khó này, nó sẽ khi mà mọi người chết thì nó sẽ không mất đồ nha. Ví dụ như là súng, đạn, áo giáp hay là những cái vũ khí. Nếu như mà các bạn chết thì nó sẽ không có mất khỏi túi đồ, nó vẫn sẽ ở trong người. Và đồng thời khi mà mọi người phá hủy một cái công trình thì nó sẽ hồi lại 100% tài nguyên mà anh em đã sử dụng. Nó sẽ hồi lại nha, hồi lại 100% tài nguyên. Ok, đấy là cái chế độ Casual. Cái thứ hai là Visible. Cái chế độ mà nó có hình thanh kim loại màu cam. Chế độ này thì khi mà anh em phá hủy một cái công trình thì nó sẽ hồi lại 50% tài nguyên mà mọi người đã sử dụng. Nó sẽ hồi lại 50%. Và khi anh em chết ở cái chế độ Visible này thì nó sẽ mất đồ nha. Ý của mình là nó sẽ không còn đồ ở trong người, mà tại cái vị trí mà mọi người chết thì nó sẽ xuất hiện một cái túi đồ khoảng 10 phút. Mọi người có thể ra đấy và nhận lại cái túi đồ của mình. Ok. Cái cuối cùng là Harder Core. Đây là cái chế độ nó sẽ x2 tài nguyên và kinh nghiệm. Và bù lại khi mọi người chết thì nó sẽ mất hết level nha, nó sẽ vờ level 10. Chế độ này nó x2 tài nguyên và kinh nghiệm, nhưng mà khi chết thì nó sẽ vào level 10, nó sẽ mất level nha. Nó chỉ mất level thôi, còn những cái nhà cửa hay là bất kỳ cái công trình hay là số lượng thú hay là những con thú mà bạn đã tem nó sẽ vẫn còn nguyên. Nó chỉ đơn giản đó là mất level nha. Còn đồ đạc ở trong người nếu như mà anh em chết thì nó sẽ giống Visible. Nó sẽ mất nhưng mà có một cái túi đồ. Thì mọi người lưu ý là trong con game ARK này, khi mà mọi người nhớ tay nhớ chân mà ngã xuống lava hay là ngã xuống vực băng là nó sẽ không lấy lại được túi đồ nha. Ngã xuống đấy là mất luôn, bởi vì là túi đồ nó rơi vào đấy là nó không lấy lại được. Thì mình vừa nói xong cái phần độ khó của game Casual và Visible Harder Core. Bây giờ mình nói sang các cái chế độ nha. Các cái chế độ thì trong game này có 4 chế độ ở bên phải màn hình. Được rồi. Cái đầu tiên là Easy. Đầu tiên là AIC hay còn gọi là Easy. Chế độ này thì nó sẽ giới hạn thú là level 30. Mình đang nói vừa chơi ợp nha, chơi on thì mình không biết. Giới hạn level thú tự nhiên mà bạn có thể gặp đó là level 30. Và cái chế độ AIC này thì thú tự nhiên mà thú nguy hiểm nó sẽ ít xuất hiện hơn nha. Cái chế độ này nó sẽ ít xuất hiện thú dữ hơn đó. Cái chế độ thứ hai là Merum. Chế độ Merum này thì nó sẽ giảm 20% kinh nghiệm mà người chơi đã nhận được, bao gồm cả mấy cái con thú nha. Mấy con thú mà đi đánh nhau kinh nghiệm nó cũng sẽ bị trừ 20%. Thì chế độ này nó sẽ trừ 20% kinh nghiệm mà bạn nhận được. Và cái giới hạn level thú nó sẽ là 150. 150 là max. Đó là cái chế độ Merum. Còn tiếp theo là cái chế độ Harder. Chế độ H này thì nó có hình thanh kim loại màu cam.
nó giống như là V-Survival. Cái chế độ này thì giới hạn level thú bên ngoài tự nhiên là 300, và cái lượng kinh nghiệm mà người chơi nhận được nó sẽ bị trừ đi, đó là 50%. 50% nha. Ok, Harder nó sẽ trừ 50% kinh nghiệm và giới hạn level thú tự nhiên tối đa là 300. Cái thứ tư là Brutaru. Bruta cũng được. Đây là cái chế độ hãm lì nhất game nhá. Chế độ này thì nó sẽ giới hạn thú là level 450. Và cái chế độ này thì cái lượng kinh nghiệm mà người chơi nhận được nó sẽ chỉ là 10% nhá. Nhưng mà nó sẽ được rồi, mình sẽ nói rõ hơn là cái chế độ này khi mà mọi người chế đồ á, Bruta nha, chế độ này khi mà mọi người chế đồ nó sẽ không nhận được kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm anh em mà muốn cải cấp thì anh em phải đi kêu thú, đặc biệt là đi kêu mấy con alpha. Đi kêu mấy con alpha thì nó mới có nhiều kinh nghiệm mà lên cấp nhanh. Ok, chế độ này nó khá là khó chơi bởi vì là cái lượng kinh nghiệm nhận được nó chỉ có 10% và những cái kinh nghiệm từ chế đồ là không nhận được nha, nó không nhận được. Tại sao mình nói là chỉ nhận được mấy phần trăm? Cái này thì mình đoán, mình không chắc nha. Mình nhớ là mình hồi chơi Harder mình ăn bột kinh nghiệm thì một lần ăn mình lên 100 điểm kinh nghiệm. Nhưng mà khi ăn bột ở bên Bruta thì nó chỉ nhận được là 10, nên mình đoán là nó sẽ chỉ nhận được 10% kinh nghiệm. Còn ở bên chế độ Bruta khi mà mình chế đồ thì mình cũng không thấy nó lên kinh nghiệm. Nên là mình nói luôn là nó sẽ không nhận được kinh nghiệm khi mà anh em chế đồ ở chế độ này. Chế độ này mọi người mà muốn chơi thì phải hack mod, hoặc là mọi người có một cách không hack mod gì nha. Mọi người qua server online, sau đó là cày level hoặc là được buff level lên. Ở level bao nhiêu thì tùy ý mọi người, sau đó là mua vé chuyển server. Mọi người có thể từ bên server online mua vé chuyển vào server offline. Khi đó thì cái lượng kinh nghiệm, cái cấp độ người chơi cũng như là những cái vật phẩm trong túi đồ nó sẽ giữ nguyên và đưa vào offline nha. Mọi người có thể lợi dụng cái điều đó để mà chơi Bruta. Ok, mình đã giải thích hết các cái độ khó của game này, chế độ chơi. Bây giờ mình sẽ chơi mới nha. Cái dữ liệu cũ thì mình vẫn lưu lại nên là mình sẽ không có mất. Mình nghĩ là mình sẽ chơi, nếu mình mà là mọi người, mình khuyên mọi người nên là chơi casual. Bởi vì là chế độ này chết nó không mất đồ, cũng như là nó sẽ nhận lại 100% tài nguyên nếu như mà anh em phá hủy một công trình hay là cái gì đấy. Phá hủy là nó sẽ hồi lại nha. Và mọi người nên chơi Harder. Chơi Bruta thì nó quá là khó. Bruta thì nó chỉ được cái là lên level quá lâu thôi, chứ nó cũng không có gì khác bọt. Mọi người nên nhớ là một cây súng ở bên ví dụ như là súng lông nách, súng lông nách ở bên Harder là nó khoảng hơn 2.000 dam, 2.001 dam. Nhưng mà sang Bertura thì nó cũng 2.001 dam. Và cái thanh kiếm ở bên Harder là 650, 660 mấy hay là 70 mấy. Thì qua Bertura thì nó cũng 670 mấy và 680 là mắc. Điều đó chứng tỏ là cái chế độ Harder và Bertura nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Mọi người nên nhớ là đồ của các chế độ nó sẽ khác nhau nha. Đồ của chế độ AIC nó rất là yếu, nó chỉ nhỉnh hơn đồ thường một tí. Còn những cái chế độ sau thì nó nhỉnh hơn rõ rệt. Mọi người nên lưu ý là level thú ở trong hang độc và hang băng là nó khác người nha anh em. Level thú ở trong hang băng và hang độc nó sẽ không có phụ thuộc theo chế độ. Nên là nhiều khi mà anh em chơi, ví dụ như là mọi người chơi Harder nhưng mà vào trong hang băng có thể gặp những con vượt quá level chế độ. Có những con sẽ hơn level 300, mặc dù chế độ này nó chỉ giới hạn là level 300. Ok, mình khuyên mọi người nên chơi Casual và Harder. Nhưng mà do là, được rồi, mình không biết là mình nên chọn cái chế độ nào đây. Cái series trước là mình chơi Harder Core với lại Bertaru à? Bruta. Bây giờ thì ok, mình nghĩ là mình cứ chơi Casual với lại Harder luôn. Mình sẽ chơi bởi vì là mình đang khuyên mọi người nên chơi cái này mà. Ok, mình đang định chơi V-Survival cho nó khó hơn nhưng mà thôi. Ok mọi người, mình sẽ chọn Casual và Harder. New game này. Ok, mình ngồi nói mọi người cho mình xin một like, một đăng ký nha. Tặng mình một phát bấm. Ok, bây giờ thì thôi, lần này là mình sẽ tạo nhân vật nam, không có chơi nhân vật nữ nữa. Để xem nào, cái ngoại hình này nó quen lắm. Ok, mình sẽ lấy cái anh da đen.
cái này là cái được rồi, mình sẽ giảm xuống. Mình sẽ chọn cái anh da đen này nha. Được rồi, mình đang chỉnh sửa cái khuôn mặt này cho nó hợp. Ok, bây giờ mình sẽ chọn cái khu vực nào để mà mình sinh tồn đầu game. Mình nghĩ là mình sẽ chọn cái mình nghĩ là nên chọn cái khu này đi. Thì mọi người lưu ý là từng khu vực nó có hiện cái mức độ nguy hiểm nha. Cái mức độ á, cái mức độ đây này, cái chỗ cạnh dưới màn hình nó có ghi là AIC. Bên này thì nó ghi là Medroom, còn bên này nó ghi là Medroom Node. Chỗ này là Medroom mà chỗ này là AIC. Chỗ này cũng AIC, chỗ này Medroom, chỗ này Medroom này, Medroom Harder nha. Harder tức là cái khu vực này nó nguy hiểm và nó khó sống. Cái này cũng Harder Node, cái này cũng Harder. Mình sẽ xuống cái khu này. Khu này là khu AIC. Why? Tình hình là nó đang khá là lag. Ok. Hình như là mình đang tắt FPS. Ok. Ok, video của mình đến đây là hết. Mình sẽ dừng cái video ở đây nha, bởi vì là cái máy của mình nó đang bị nóng, nó đang lag rồi. Bây giờ mình chơi luôn là nó sẽ không ổn. Mình có một cái cần nói cho mọi người biết, đó là hiện tại là mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm thêm nhiều video để mà mình đăng lên. Bởi vì là gần đây là mình làm quá là ít video. Có những cái video mà mình làm rất là ngắn, nhưng mà làm nhiều video rồi được thôi. Nhưng mà sẽ phải có một cái đổi lại. Mình có thể làm một ngày 2 video hoặc là 3 video, nhưng mà mình sẽ không thể bình luận được. Đây là một cái mà mình đang nghĩ mấy hôm nay này. Một ngày mình có thể ra 2 video hoặc là 3 video, nhưng mà mình sẽ không có bình luận được. Bởi vì là cái khu vực mà mình đang sống nó khá là ồn. Khu vực của mình nó đang ở vùng quê, chỗ của mình là làng mộc. Người ta chạy máy rồi nó rất là ồn. Người ta phun xương, phun sơn này, cưa gỗ nó rất là ồn. Ok, mọi người cho mình xin ý kiến được rồi. Mình sẽ dừng video ở đây. Bye bye anh em.